tức quý độc giả báo điện tử Diễn Việt, tôi đang có mặt tại cảng cá ở xã Nhân Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình. Cảng cá này hoạt động lúc 5 giờ sáng. Lúc đó, thuyền của các ngư dân ở ngoài khơi đánh bắt cá về và được những người phụ nữ là vợ của các ngư dân đi ra và bưng từng tháo cá vào tại chợ này để bán cho các thương lái. Hiện tại các ngư dân ở đây đang được mua cá lóc và cá lóc bán với giá 12.000 đồng một cân. Nhiều hay bao nhiêu thì 3 tấn. Ý chứ 3 tấn. Đợt này thì mới khoảng bao nhiêu ạ? Ngày này bình quân lấy cái hồ 5 tạ. Cho cái lúc ấy. Cái lúc mà mình đánh bắt được nhiêu không? Được vài tạ ấy. Tính theo vài có khi thì vài tấn, có khi thì vài tạ ấy. Mình đánh bắt được có vất vả không? Nhiều cũng vất vả ấy. Mình làm nghề này được bao nhiêu năm rồi? Em làm 17 năm rồi. Cân 12.000 hoặc 10.000. Cá lóc đánh bắt có khó không anh? Đâu có. Mà mình phải ra ở khơi xa không? Mình xa cách khoảng tầm 6-7 lý hoặc 17 lý khoái. Để ra khơi khoảng tầm 4-3 giờ. Và mình đánh bắt khoảng mấy tiếng là mình vào ạ? Thì khoảng tầm đến 4 giờ sáng ra nghỉ ngơi đến 10 tầm sáng là làm xong chai đó.